Xin chào mọi người nhá. Đây là một trong 4 trường hợp mà thực hiện nâng ngực nội soi sáng hôm nay tại cơ sở của Thẩm mỹ DrD. Thì mọi người có thể xem này, đây khách hàng ngực rất là nhỏ, bị teo tuyến vú sau sinh. Nó chỉ có độ nhô một chút xíu ở phần đầu ti thôi, còn rất là bé. Và hõm hẳn ở phía trên này, mọi người nhìn ở cái vị trí này nó hõm hẳn xuống này. Đấy, sau khi mà chúng ta nâng ngực xong ấy thì cái vòng 1 nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Ngực rất là tròn đầy và sẽ căng từ phía trên này thoai thoải xuống như thế này. Đấy, rất là tự nhiên. Đây, chúng ta sẽ cùng xem một chút hình ảnh ngực trước của chị. Khách hàng này thì tương đối là cao, chị cao 1m65. Và cái phần khung xương ngực ấy, có nghĩa là cái phần khung xương ngực là cái phần này này mọi người này. Đây này, nó khá là rộng. Nên là khi mà tư vấn cho khách hàng thì bác sĩ của chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng nâng trong khoảng size là size 320 và túi nano chip ergonomic của Motiva. Đây, đây chính là cái hộp chất liệu vừa được sử dụng cho khách hàng này của chúng tôi đây mọi người ạ. Đấy, đây. Và không thể thiếu được một người bạn đồng hành của túi nano chip ergonomic, đấy chính là keo dán sinh học Dermabond. Cái tuyếp keo này là vừa mới được sử dụng để bôi vào đường phẫu thuật cho khách hàng nhá, nên là như thế này. Đây, đây chỉ là cái vỏ thôi. Đấy. Thì mọi người xem một chút cái túi nano chip ergonomic size 320 với độ rộng là 11,75 và độ nhô là 3,9 cm nhá. Cái việc mà lựa chọn size túi như thế nào và quan trọng nhất là cái độ rộng của túi và độ nhô của túi là chúng ta không thể nào tự quyết định được đâu ạ. Chúng ta cần phải tư vấn bác sĩ. Tại Thẩm mỹ DrD thì khi mà thăm khám cho khách hàng không chỉ là đo chuẩn từng mm trên ngực của khách hàng mà bác sĩ của chúng tôi còn sử dụng những cái công nghệ hỗ trợ như là máy mô phỏng 3DX3 và công nghệ thử size Sizer System để giúp cho chúng ta là lựa chọn được cái size nó phù hợp nhất. Phù hợp nhất là như thế nào? Đấy là khi mà nâng xong thì cái vòng 1 của chúng ta nó tròn đầy, nó tạo được cái cảm giác gọi là rất là quyến rũ. Thêm nữa là nó phải hài hòa với các cái chỉ số ở trên cơ thể của chúng ta, nó phải hợp lý với chiều cao cân nặng của khách hàng nữa. Và nó cũng phải vừa vặn với cả cái độ dày da. Đấy, độ dày da của các chị em. Bác sĩ sẽ đo cái độ dày da để lựa chọn được cái size túi nhá mọi người nhá. Đấy. Sau khi mà nâng ngực xong thì còn một lưu ý nữa với mọi người, đấy chính là chúng ta sẽ mặc áo định hình ngực trong vòng 4 tuần đầu tiên. Tiện thể thì giới thiệu cả cái combo thì tôi sẽ giới thiệu luôn. Tiện thể giới thiệu keo này, giới thiệu chất liệu này thì sẽ giới thiệu với cả mọi người cái áo định hình luôn. Cái áo này thì chúng ta sẽ mặc trong vòng 4 tuần đầu tiên sau khi mà chúng ta nâng ngực. Bây giờ khách hàng của chúng tôi vừa mới nâng xong thì các bạn điều dưỡng, các bạn y tá sẽ hỗ trợ khách hàng mặc ngay lập tức. Đây, mọi người có thể xem. Cái áo này thì nó có rất là nhiều size khác nhau nhá. Nên là mọi người không cần phải lo là béo quá thì có vừa không hay gầy quá thì có vừa không. Cái này nó có đủ size luôn đây ạ. Đấy, chị em nào cũng sẽ vừa. Chúng ta sẽ mặc trong vòng 4 tuần đầu tiên mọi người nhá. Đấy. Đó. Và sau khi mà kết thúc cái việc mặc áo 1 tháng thì chúng ta sẽ mặc những cái áo bra mà không có gọng. Đấy, giúp cho ngực của chúng ta nó được thoải mái nhất. Đây mọi người xem. Bây giờ thì đã có kết quả rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả của ca ngực này nhá. Đây mọi người có thể xem, đây chính là kết quả của ca ngực nâng size 320cc túi nano chip ergonomic của Motiva. Túi nano chip ergonomic thì hiện tại là đang được, có thể nói là được yêu thích nhất tại Thẩm mỹ DrD. Phải đến 80%, hơn 80% các chị em đến đây nâng ngực thì đều lựa chọn túi nano chip ergonomic. Bởi vì sao? Bởi vì cái túi này nó có rất là nhiều ưu điểm. Có thể nói là nó tổng hợp được tất cả các ưu điểm của các dòng túi khác. Đấy, riêng về cái cấu tạo của túi thôi nhá mọi người nhá, thì nó đã có cấu tạo tới 7 lớp rất là chắc chắn rồi. Bình thường các cái túi khác nó chỉ khoảng 5 lớp thôi, nhưng mà riêng cái túi này nó có 7 lớp. Bề mặt nó lại hơi nhám nhám, mọi người sờ trực tiếp ý, thì mọi người sẽ thấy nó nhám như vậy thì nó sẽ có cái độ bám dính tốt. Đấy. Định hình ngực tốt, tránh cái tình trạng xô lệch bên phải bên trái. Thêm nữa là cái túi nano chip ergonomic này nó có thể thay đổi hình dáng rất là linh hoạt. Khi mà khách hàng nằm như thế này thì túi nó là hình tròn nên ngực của chúng ta nó rất là tròn, nó rất là nhô, căng. Đấy, mọi người nhìn này, nhìn thấy cái độ căng không ạ? Độ nhô, đây chính là cái độ nhô của ngực đây ạ. Đấy, đây chính là độ nhô của ngực mọi người nhá. Đấy, đây, nhô này, và rất là tròn. Đây, quay thế này thì mọi người sẽ thấy này, ngực rất là tròn. Nhưng mà khi mà chúng ta đứng lên nhá, đứng lên hoặc ngồi thì cái túi đấy, cái túi nano chip ergonomic nó sẽ từ hình tròn nó chuyển thành hình giọt nước. Nó giúp cho ngực của chúng ta có độ chảy nhẹ, nhìn rất là tự nhiên, như là kiểu ngực thật của chúng ta bây giờ mọi người ngồi cũng sẽ có độ chảy nhẹ. Đấy, thì cái túi này nó thật như vậy. Và thêm nữa thì hiện tại là chỉ có duy nhất cái túi này là nó có một con chip nhỏ bên trong thôi. Cái con chip đấy để làm gì? Để lưu giữ những cái thông tin quan trọng của cái túi ngực này, khoảng 15 thông tin. Chúng ta có thể dễ dàng chúng ta kiểm tra được bằng một dụng cụ cầm tay nhỏ của hãng Motiva. Cái dụng cụ đấy thì chúng tôi cũng đã thường xuyên livestream rồi. Mọi người có thể xem lại những cái livestream đấy ở trên page của Thẩm Mỹ DrD. Chúng ta đặt cái dụng cụ đấy vào đây thôi, để gần đây thôi, thì là nó hiện lên mọi cái thông số của cái túi ngực đấy. Và thêm nữa ấy, thì hãng cũng sẽ bảo hành cái túi chất liệu này trên toàn thế giới. Và hãng sẽ dễ dàng kiểm tra thông tin của cái túi ngực này qua cái dụng cụ cầm tay đó, qua cái thông số đó. Con chip đấy nó chỉ có mỗi nhiệm vụ đấy thôi mọi người ạ. Nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, ảnh hưởng gì đến việc chúng ta đi lại qua cửa khẩu hay là kiểm tra thăm khám tim mạch đâu. Nó không ảnh hưởng gì cả, nó chỉ là để lưu giữ những cái thông tin của cái túi này thôi. Đây, mọi người có thể xem nhá. Đó, ở các góc khác nhau để nhìn rõ được cái dáng ngực này. Nói chung ấy là với những cái ưu điểm mà túi nano chip ergonomic mang lại, những cái lợi ích của cái túi này thì nó rất là xứng đáng với cả cái chi phí này, cũng như là cái thời gian, cái công sức mà chúng ta bỏ ra để chúng ta nâng ngực. Gần như là phải đến 99% các chị em mà đã nâng ngực túi nano chip ergonomic tại Thẩm Mỹ DrD đều rất là ưng ý với cái túi này. Sau từ 6 tháng đến 1 năm thôi nhá, thì cái ngực của mình ấy, cái túi cũng như là ngực của mình nó sẽ rất là mềm, sờ nó rất là thật. Và thậm chí có những chị em là sau 1 năm thì đã không có cảm giác là đặt túi rồi, bởi vì ngực nó đã vô cùng là mềm mại luôn, không sờ thấy cái túi ở bên trong đâu, như kiểu là lớp mỡ và lớp da của chúng ta ấy. Đấy, nếu như mà chị em nào mà chúng ta đang có nhu cầu nâng ngực, kể cả là những bạn gái trẻ chưa lập gia đình, hoặc là những cái chị em mà đã sinh nở xong rồi, có ý định sinh thêm hoặc không có ý định sinh thêm nhưng mà đang tự ti về vòng một của mình và mong muốn được cải thiện, thì hãy liên hệ với cả Thẩm Mỹ DrD để được các chuyên viên cũng như bác sĩ của chúng tôi tư vấn và đặt lịch thăm khám hoàn toàn miễn phí. Cơ sở tầng 8 Bệnh viện Đông Đô, số 5 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi chương trình livestream của chúng tôi. Làm đẹp thì lúc nào cũng là cần thiết thôi. Chúng ta không nên chờ đợi. Đấy, làm đẹp sớm thì chúng ta được đẹp sớm. Đấy, nên là hãy liên hệ cả Thẩm Mỹ DrD nhá. Comment này, inbox này, gọi qua số hotline của chúng tôi đều được. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ cũng như là sẽ hỗ trợ ở các chị em một cách nhiệt tình nhất. Còn bây giờ xin chào và sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những cái chương trình livestream tiếp theo của Thẩm Mỹ DrD.